mà thì quý vị có thấy cái cuộc đời của tôi bây giờ không? Không có còn thích nói nhiều nữa không? Cái sự giảng dạy dành cho quý vị hoặc là cái sự thông báo của vua Chris thì chủ yếu là xong rồi. Những cái công việc chính của nó không? Và bây giờ thì tôi có thể luyện lại sức khỏe của tôi không? Vậy nha. Salute.